học sinh thân mến, đến năm các em 18 tuổi, đôi mắt của các em sẽ đổi màu. Nếu đôi mắt của các em có màu xanh dương, các em sẽ là con người bình thường. Và nếu đôi mắt của các em có màu xanh lá, thì các em sẽ là những chiến binh mạnh mẽ. Và nhiệm vụ của những chiến binh chính là tiêu diệt những người có đôi mắt màu đỏ, đôi mắt của ngạ quỷ. Những người có đôi mắt ngạ quỷ, họ sẽ không còn bản tính của con người nữa, mà họ sẽ đi tàn sát tất cả những ai, tất cả những gì họ thấy. Nên nếu các em có bất kỳ ai hoặc thấy bất kỳ ai có đôi mắt màu đỏ, hãy báo ngay cho cô hoặc là những chiến binh để họ tiêu diệt ngạ quỷ. Các em nghe chưa? Dạ thưa cô, em nghĩ Simi có khả năng làm ngạ quỷ á cô ơi. Dẻo à. Bà nói gì vậy? Lớp mình có quỷ sao? Dội sợ quá, đừng có cắn nha, không quỷ đâu. Đừng nói rồi. Ủa vậy hả? Quỷ hả? Không phải là mình đâu mọi người. Không phải là mình. Không sợ không hả? Không phải, mình nói thật mà. Mình là người mà. Quỷ rồi. Cái mắt nó đỏ chót như thế thì chắc chắn là ngạ quỷ chứ còn là gì nữa. Trời ơi, thôi là các bạn. Bạn Simi á, chỉ là có cái tròng mắt màu đỏ, chứ còn đôi mắt của ngạ quỷ, nó là một đôi mắt rực lửa và đầy máu. Là các em đừng có trêu bạn nữa nha. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay nha. Mình biết là mình có đôi mắt màu đỏ, nhưng mà mình không phải là quỷ. Tại sao mấy bạn lại bảo mình là quỷ chứ? Buồn quá à. Thôi, chắc ngồi đọc sách vậy. Ê. Cô nhỏ gì bè kìa, cô nhỏ làm gì kìa. Chứ còn xin nói trời ơi, nhìn cái đôi lại mắt đó đáng sợ ha. Nhưng mà hơi đáng sợ nhưng mà thôi không sao. Với lại á, mình cứ chọc nó đi, cứ cho vui cái gì đâu trời. Gọn gì nữa. Ôi, cô nhỏ ra. Ủa, mấy tụi này sao không chào vậy, giả bộ không thấy hay gì vậy. Không phải. Ủa mà mấy bạn hay sao quánh mình có làm gì với bạn đâu. Đâu, mình đâu có quánh bạn đâu. Cái đó là mình đang kêu bạn thôi. Chứ không phải mình quánh bạn. Vậy hả? Này á, người sở hữu đôi mắt như thế kia á, xứng đáng là bị đánh nha. Đúng. Cái này á, chắc chắn là ngạ quỷ rồi chứ còn gì nữa. Bạn cho, bạn nói cho cẩn thận á, nếu không á, bọn mình á, gọi mấy người chiến binh ra đây á, xử lý bạn á, biết chưa? Ôi ơi, ngạ quỷ làm sao mà sống được trong cái trường này á. Bây giờ tốt nhất là bạn nên chuyển trường đi, không là tôi báo về chiến binh á. Mình là con người mà. Quá gì đó. Làm gì sợ nuôi nó vậy vậy. Ê, mặt chiến binh. Không, tụi có làm gì đâu. Tụi tôi có làm gì đâu, giỡn đó mà đúng không Simi? Giỡn đó mà. Giỡn. Simi ơi, em có sao không? Hả? Em không có sao. Ê mà bà ơi, tôi nói bà nghe nè. Nhìn Sammy đi, Sammy có đôi mắt màu xanh chiến binh á, siêu ngầu luôn á. Mà không hiểu sao lại có con nhỏ em mà lại là ngạ quỷ nữa. Đúng là thất vọng á. Tôi mà có người em vậy chắc tôi không chấp nhận được đâu. Chứ còn gì nữa, tôi mà vậy tức là sau này Sammy sẽ phải tiêu diệt Simi đó hả? Trời. Nè, tôi bảo rồi bà, tôi có phải là quỷ. Mấy người đừng có nói mấy câu tào lao nữa. Còn chị nữa, chị đừng có quan tâm em nữa. Mấy chuyện mày đẻ tự lo. Đi ra đi. Ôi, Sim. Đó, bà thấy chưa, trời ơi. Sam ơi, tôi nói bà nghe nè. Em gái của bà là quỷ đó. Cẩn thận sau này nó làm hại bà đó. Quỷ gì mà quỷ á, tôi nghĩ bà lên cẩn thận á thì hơn á. Trời, mắt, cái mắt đấy kìa, thấy không, đó đâu được cần bà quan tâm gì đâu. Bà thấy không, có đứa em gái nào mà nói chuyện với chị gái mà như thế không. Thật sự là rất là láo quá, trời ơi. Cãi thêm chém trời. Thôi mọi người im đi. Nói gì tào lao vậy. Em tôi chỉ có một đôi mắt đỏ thôi. Mọi người đừng có bàn tào lao. Mọi người mà còn bắt nạt em tôi một lần nữa, biết tay với tôi. Khó hiểu. Tính ra hồi sáng này mình đi học, mình đúng là một đứa em tồi mà. Tại sao mình lại nói những điều kinh khủng đấy với Sam chứ. Dù sao Sam chỉ muốn bảo vệ mình thôi mà. Simi, ngươi đúng là đồ ngốc mà. Tại sao lại dám nói chị gái mình vậy hả? Ngốc thật mà. Mình nghĩ mình phải xin lỗi chị gái mình mới được. Dù sao người có lỗi là mình mà. Được rồi, mình phải đi kiếm Sam mới được. Sam ơi, chị đâu rồi? Sam ơi. Cô
cô tôi vậy? Cô tôi vậy? Cần giúp đỡ. Tôi cần giúp đỡ. Cậu gì đó ơi? Cậu có sao không vậy? Cậu đang gặp chuyện gì khó khăn hả? Cần tôi giúp đỡ cậu gì không? Hả? Tôi cần được. Hả? Tôi cần. Hả? Ăn thịt của cậu. Cậu ta là ngạ quỷ sao? Cậu cần ăn thịt của cậu. Cậu giúp tôi được không? Đứng lại cho ta. Đứng lại. Cứu tôi với. Đứng lại cho ta. Quỷ. Đứng lại cho ta. Đau quá. Cuối cùng ngươi cũng không thể nào chạy được rồi. Thôi, bây giờ tốt nhất thì ngươi nên trở thành con mồi của ta đi. Chiến binh. Tên kia kìa, ngươi phải chịu sự trừng phạt của những chiến binh cho ta. Tên chiến binh đáng ghét. Ta không được ăn thịt người. Sam, em có sao không? Sammy, em thương ở tay em. Thôi bây giờ mình phải về nhà sớm để con chữa chị kịp em ơi. Chị dạ vâng ạ, đi thôi. Nguy hiểm quá. May mà Sam tới cứu mình kịp, không mình bị ngạ quỷ ăn thịt mất. Sợ quá. Đau quá. Sam ơi, hết đau chưa? Em cảm ơn chị nhiều. Trời ơi, Sim ơi, sao em dạy thế? Em biết thời gian ban đêm là thời gian săn của những con quỷ không ạ? Em biết. Em xin lỗi vì ra ngoài là ban đêm. Nhưng mà thực sự em chỉ muốn gặp chị và xin lỗi chị. Bởi vì sáng nay em đã nói những điều kinh khủng với chị. Đáng lẽ ra em không nên nói vậy. Trời ơi, chỉ việc xin lỗi thôi mà em phải ra đường kiếm chị luôn hả? Chị không có địa bụng đâu, đừng lo nha. Với lại đâu phải lỗi của em đâu. Em cảm ơn. Nhưng mà sao mà em có chuyện này muốn nói chị nè. Nếu muốn nói nếu em biến thành quỷ, chị có tiêu diệt em không? Ôi da, ai à? Mệt cơ đúng không? Sao chị đánh em, đang đau mà. Trời ơi, xin lỗi nha. Em nói gì tào lao vậy? Em là một người tốt như thế này, chắc chắn sẽ không thể nào trở thành quỷ được. Nhớ nha, đừng nói tào lao vậy chứ. Chị nói thật hả? Tức là em sẽ không thể nào trở thành quỷ đúng không? Hả? Em, nhiều lúc em cũng có thể trở thành chiến binh giống như chị sao? Nên đừng có nghĩ vậy nha. Thôi, bây giờ ngủ sớm đi. Nghỉ ngơi, mai còn đi học nữa. Thôi, chị đi ngủ trước nha. Dạ. Bye bye chị ngủ ngon. Đừng về tâm lâm nha. Dạ, em biết rồi. Vậy chắc là mình sẽ không thể nào biết thành quỷ được đâu. Rồi ngủ sớm nha Sim nha. Nếu thực sự em biết thành quỷ, chị sẽ rất khó xử đấy Sim à. Không quá, cuối cùng ngày này cũng đã tới rồi. Không biết mình sẽ làm mắc gì ta. Là chiến binh sao? Yeah! Wow! Mình đã trở thành một chiến binh rồi! Yeah! Có được đôi mắt chiến binh này, mình sẽ bảo vệ người dân khỏi những con ngạ quỷ. Được rồi! Mình sẽ làm gì đây? Người tốt như mình, tốt bụng như mình, nếu mà không phải là chiến binh á, thì chỉ có thể là người thường thôi. Không thể nào là ngạ quỷ được. Ngạ quỷ toàn là những xấu xa không ạ? Thôi, để xem nào. Chị có là quỷ sao? Mình là quỷ sao? Thì người ta sẽ đi tiêu diệt hết tất cả con người trên thế giới này. Hả? Mắt mình màu xanh hả?
Thôi cũng được, làm cũng còn đỡ hơn làm quỷ. Tiếc là không làm được chiến binh. Thôi cũng được. Xin chào con người. Quả là một miếng mồi ngon. Còn bây giờ thì ngươi đi săn con mồi khác mới được. Hôm nay là ngày đổi màu mắt của mình rồi. Không biết mắt mình sẽ có màu gì ta. Làm ơn, đừng là quỷ mà. Mắt màu xanh sao? Hay vậy. Là đôi mắt xanh. Mình là con người. May quá, cuối cùng mình là người rồi. Ủa, cái gì vậy? Cái gì đây? Không phải. Dám làm phiền tao đó. Thì ra là con người sao? Người muốn bị ta tiêu diệt hả? Người dám trả ghen làm phiền tới ta sao? Cái gì đây? Ánh mắt ngạ quỷ. Thì ra ngươi cũng là một con ngạ quỷ sao? Vậy mà ta cứ tưởng ngươi chỉ là con người thôi chứ. Ngươi là quỷ sao? Ngươi đang làm gì vậy? Tại sao ngươi lại ngươi là ăn con người hả? Thì đây chính là thức ăn của ngạ quỷ mà. Bộ ngươi chưa làm quen được với nó hả? Không, ta không phải là quỷ, ta là con người. Ta không phải là quỷ. Quỷ quá xạo ta. Để ta nói cho ngươi biết, một khi ngươi đã mang ánh mắt của ngạ quỷ thì cả đời này ngươi sẽ là ngạ quỷ. Ngươi không thể nào thay đổi được số phận đâu. Không, ta sẽ không bao giờ ăn con người. Ta sẽ bảo vệ con người, ngươi đừng nói tào lao. Không. Thôi đừng có buồn nữa, ở đây ta có một miếng thịt nè. Ngươi cũng muốn ăn không? Để ta chia sẻ cho ngươi nha. Thịt sao? Nhìn chúng ngon quá à. Không, ta đi ra chỗ khác đi. Con ơi, đi ra chỗ, nhanh lên. Ngươi dám làm gì vậy với ta sao? Đi. Đứng lại, hai ngươi đứng lại cho ta. Đứng lại con nhỏ kia, đứng lại. Cậu cứ nằm yên đây nha. Nhất định. Hai cái tên kia, người đang ở đâu? Ta sẽ tìm ra cái người. Hai tên kia. Ta đi rồi, hên quá à. Nè, cậu có sao không? Cậu có cần ta đưa cậu lên bệnh viện không? Hả? Không, không cần đâu Sim à. Tớ biết tớ không thể trụ được lâu nữa. Xin lỗi cậu vì tớ đã trách cậu ngày hôm nay. Tớ xin lỗi cậu. Không có sao đâu mà. Dù sao thì coi như chuyện này cậu cứ bỏ qua đi. Việc quan trọng là cậu cần phải sống. Tớ nhất định sẽ gọi bác sĩ tới đây nha. Không cần đâu Sim à. Điều quan trọng, tớ biết cậu vẫn là con người nhưng nè. Nhưng mà Sim à, cậu hãy rời khỏi đây đi. Bởi vì cậu đã biến thành quỷ rồi. Tớ nghĩ Tiến Minh sẽ không tha cho bỏ qua cho cậu đâu. Cậu mau đi đi. Không, tớ sẽ không đi đâu. Tớ nhất định sẽ cứu cậu mà. Nè, đừng có nói vậy chứ. Cậu phải rời khỏi đây an toàn nha. Tớ nè, nè. Đôi mắt của cậu sao vậy? Đừng có nằm ở đây chứ. Nè. Không, tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ? Nè, đừng có ngất đi mà. Không, mình đã làm sao bây giờ? Một bên là mắt người, còn một bên là mắt quỷ. Rốt cuộc là sao chứ? Nhìn chúng thật ghê thật mà. Mình nghĩ mình sẽ chéo lại vậy. Làm ơn, đừng ai biết chuyện này nha. Ủa?
Ủa, khoan, bạn là bạn Simmy đúng không? Ủa sao tự nhiên bạn lại che mắt lại vậy ta? Tớ bị đau mắt thôi, không có gì đâu. Bạn bị đau mắt hả? Bạn có cần mình giúp đỡ không? Bạn gỡ cái băng gạc ra đi. Hay là bạn là một con ngạ quỷ nhưng mà đang giả làm con người đúng không? Không, làm gì có, mình là con người thật mà. Nè, mắt mình màu xanh nè, bạn không thấy hả? Thôi đừng có dối nữa, tôi biết là cậu chỉ đang nói dối thôi. Cậu là một con gà quỷ đúng không? Đúng là con ngạ quỷ mà. Kiểu này mà chiến binh biết là cậu xong rồi. Nè, tránh ra chỗ xác thôi. Nếu cậu dám nói vậy với tôi. Chiến binh, em đang làm gì vậy? Không có gì đâu. Chiến binh lấy vô, đi chơi đó. Trời ơi, nó chọc tôi kìa. Trời ơi, nó đòi đánh thật tôi đó. Trời ơi. Không phải là mình. Không. Không được. Đôi mắt ngạ quỷ này khiến mình khó kiểm soát quá. Sam. Sam. Trời ơi, mừng gần chết à. Em là người nè, thấy chưa? Có gì đâu phải lo đúng không? Đôi mắt này. Mừng em nha. em cảm ơn chị nhiều nha. Không được. Cái gì? Sao tim mình đập mạnh này? Hình như là Mình đang muốn ăn con người. Không. Cười. Sam. Chị. Chết rồi. Chị Sam. Ôi. Không được. Không được. Cái gì Sam? Ê sao vậy? Mình không thể được ăn thịt Sam được. Đôi mắt này. Ngươi đừng có điều khiển ta. Không. Bé này sao bữa nay lạ với người ta? Chắc là không sao đâu. Mong là vậy. Sim ơi, em đâu rồi ta? Chị đã dặn rồi. Con bé này, Sim, chị đã dặn bao nhiêu lần rồi là không được ra ngoài trời lúc mà ban đêm. Chị sẽ gặp rất nhiều quỷ ăn thịt đó. Mệt ghê luôn à, Sim à. Sim, em có sao không vậy? Sim. Không thể nào. Sim, em hóa thành quỷ rồi hả? Sim ơi, là chị đây mà. Mình bình tĩnh em ơi. Là chị nè. Sim ơi, là chị nè. Chị biết em không phải là quỷ mà. Cố lên, hãy vượt qua nó đi Sim ơi. Em không thể nào con người được. Sim, tỉnh dậy đi. Nhất định chị sẽ bảo vệ em mà. Cho dù em có là quỷ. Sim à, tỉnh dậy đi. Sim, chị biết đó là em đúng không? Là em mà. Sao mà Sim, phải là em không? Hả? Đó chính là em. Và sao mà em đã biết anh quỷ mất tiêu rồi. Em bình tĩnh. Dù em là ai, chị vẫn quan tâm em mà. Em đừng nói vậy chứ. Không được. Bây giờ em đã sợ đôi mắt của ngạ quỷ rồi. Tức là em phải làm quỷ rồi sao mà. Em không còn là con người nữa. Em nhất định sẽ tấn công tất cả mọi người mất. À đúng rồi, sao mà. Đây như là cách duy nhất. Chị hãy tiêu diệt em đi. Đây. Em nói gì? Đây là cách duy nhất. Nếu không em sẽ tấn công tất cả mọi người. Và thậm chí em sẽ ăn thịt chị mất. Đây chỉ là cách duy nhất mà chị an toàn. Sao mà. Chị là chiến binh mà đúng không? Chị có thể tiêu diệt được quỷ mà. Chị tiêu diệt là em đi. Làm ơn. Nhưng mà sao mà. Đây. Em là quỷ rồi. Em không còn là người nữa. Làm ơn, hãy tiêu diệt em đi. Nhưng để em sẽ ổn mà. Sam. Thôi được rồi. Đây cũng là cách cuối cùng. Chị xin lỗi Sim. Sim à, chị không thể làm như vậy được.
Chị biết em là quỷ, nhưng mà chị chắc chắn rằng một điều, em vẫn có thể là con người. Chị không thể nào lại vậy với em được. Nhưng mà nhưng mà em là quỷ mà, em đâu phải là con người đâu. Em không thể sống cạnh chị được. Sim à, em đừng có lo lắng gì hết trơn á. Chị sẽ bảo vệ em, mọi chuyện sẽ ổn mà. Sẽ không có ai có thể hại được em đâu. Sao ơi, tại sao chị? Không, cô đang làm gì vậy? Tại sao cô lại hại chị em chứ? Chị ấy là chiến binh mà, chị ấy đâu phải là quỷ đâu. Cô đang làm gì chiến vậy? Chiến binh sao? Làm gì có chiến binh nào mà đi bảo vệ ngạ quỷ hả? Là một người chiến binh, nhiệm vụ của chiến binh chính là giết ngạ quỷ, là tiêu diệt chúng. Nhưng mà còn cô ấy thì sao? Cô ta làm cái gì hả? Cô ta đi bảo vệ ngạ quỷ. Cô ta đã phạm vào cái quy tắc của thế giới này rồi. Thế giới này không dung túng cho ngạ quỷ. Còn cô chính là một ngạ quỷ. Tất nhiên cô cũng sẽ phải bị tiêu diệt thôi. Đến cả chiến binh chỉ vì phạm một luật mà cô dám ra tay hại sao? Đây là chị gái của tôi mà, cô ấy là chiến binh mà. Sao? Là chị gái của cô, là một chiến binh, nhưng cô ta cũng là một kẻ phản bội. Phản bội? Tất cả là do cô. Cô đã sát hại chị gái của tôi. Cô còn ác hơn cả quỷ nữa. Nếu vậy thì tôi nhất định sẽ trả thù cho chị gái tôi. Hơi thở của quỷ tối thượng. Hả? Đây là... Tại sao cô lại có sức mạnh của con quỷ tối thượng chứ? Tiêu diệt. Còn ngươi? Không ơi, không thể nào. Chiến binh nhưng lòng dạ là ác quỷ, ta sẽ không chấp nhận được. Hơi cha. Chị gái của mình, chị đúng luôn kẻ nói dối. Chị bảo chị sẽ ở cạnh em mà sao? Ha 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 ha.